Ok các bạn, và cái scramble mình sẽ để bên dưới này nhá. Mình tình cờ gặp cái scramble này thì cái bước giải của nó khá là nhanh. Đây, đầu tiên các bạn thấy có hai cái cạnh của cross này, nó làm đúng rồi thì mình chỉ cho cần cho này này. Đây các bạn nhìn nhá, mình cho này xuống này. Đó. Và tiếp tục cạnh này mình sẽ đẩy vào đây. Đó thì nó được hai cặp FL rồi. Đó thì đến đây có một cặp FL nữa cũng rất là dễ rồi. Mình sang này, làm công thức rồi. Đó, được một cặp, đây thấy luôn này. Sang. Đó, như vậy là xong tầng 2 rồi, rất là nhanh. OLL. Đó, PLL. Ok bạn, rất là dễ luôn. Và nếu các bạn thấy video hay có thể cho mình một like, một đăng ký để mình có thêm những động lực làm những video hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.